Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng Herobrine sẽ trao đổi đồ cho bạn. Bạn hãy suy nghĩ thử xem liệu Herobrine có cho mình những cái món đồ bình thường hay là một cái món đồ siêu mạnh của Herobrine. Các bạn hãy cùng xem đến cuối video. Hiện tại chúng ta đã đạt được 900.000 người đăng ký rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nên nếu các bạn nào thích những video của mình và là fan của Sinh Tố, hãy ấn cho mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Lan. Trời ơi, vô lan luôn. Anh Golem ở đây. Let's go. Chúng ta cùng speedrun nào. Lẹ mọi người. Chúng ta cần phải lấy gỗ nhanh lên để chúng ta còn đập đá rồi chúng ta đi xuống địa ngục nữa mọi người. Đây. Rồi làm cái rìu đá nào. Boom. Cái động ra rìu gỗ. Ủa, nhưng mà hôm nay chúng ta chơi Minecraft gì nhỉ? Từ. What the heck? Xin chào anh Bảo. Chào mừng anh Bảo. Đến với trải nghiệm của Herobrine. Hôm nay em có một thử thách cho anh Bảo đây. Bây giờ mày làm Herobrine. Herobrine. Em có thể biến mất đó. Anh Bảo đâu biết em đâu đâu, đúng chưa? Không biết em game mất bài. Là sao? Ok. Có vẻ xịn. Bây giờ sao hôm nay em tới đây có việc gì? Em thách anh. Nếu anh chặt hết đủ 32 cục gỗ, em sẽ đưa anh một cái cúp ngẫu nhiên. Cái gì? Anh Bảo hãy đào cho em 32 cục gỗ. Gỗ sồi chứ không phải là gỗ đã nén ra nha. Sao có 4 cái rương này vậy? Anh Bảo đừng có quan tâm. Đi đào đi. What the heck? Thằng này vô đây có thiệt lý do gì vậy chơi? Rồi, để đào 32 cục gỗ coi. Lẹ đi anh Bảo. Không có thời gian đâu. Nhưng một mà phút. Sao lẹ được, từ từ. Anh có đồ gỗ mà, đâu phải đồ kim cương đâu. Trận sau là phải tính theo thời gian đó anh Bảo. Lẹ đi. Bình tĩnh nào, Herobrine. 17 cục gỗ rồi nha, 17 cục gỗ rồi. Sắp rồi, 32 cục đúng không? Đúng rồi, 32 cục gỗ. Ok. Sẽ nhanh thôi. Cái cây này nhiều quá nha anh Bảo. Xin lỗi. Cái gì? Sao lại đốt vậy trời? Alo. Herobrine, cho đi phá rừng. Alo. Anh nên đi đào lẹ đi. Tôi sẽ đốt hết cái cây này. Không được. Anh phải đào nhanh đi anh Bảo. Thôi. Đủ rồi. 32. Dạ đây, ra giữa làng đi. Phải đồ ăn cái đã, từ từ. Có thật mới đi lấy đồ được chứ. Rồi, đồ ăn nè, boom. Làm dơ. Xong rồi, 32 cái rồi, nói 32 cái rồi mà. Đưa ra đây, tôi mới có xác thực được anh Bảo à. Từ từ. Quằn quá à. 10 giây, 10. Ở đâu? Ôi, xin lỗi. Cái gì đây? 32 cái đây. Không. Ok. Không được, tôi không tin. Yeah. Đi xuống. Ok. Rồi, lên đi. Ok, hello. Rồi, bây giờ đưa tôi đi. Mẹ lên. Bây giờ. 32 cục rồi. Anh có một quyền lựa chọn. Sao trời mưa đây? Herobrine tắt mưa đâu. Tôi sẽ tắt mưa. Đúng là người sử dụng quyền lực. Một người đàn ông quyền lực. Nhiên. Bốn cái đường này là sao đây? Bây giờ, anh sẽ chọn một trong bốn cái đường. Trong bốn cái đường thì một cái đường là có cúp netherite. Một cúp là diamond. Một cúp là cúp vàng và một cúp là cúp đá. Nếu anh chọn giá đúng thì anh sẽ đúng, còn nếu anh chọn giá sai cuộc đời anh sẽ tồi tàn thôi. Bây giờ anh chọn đi. Boom. Oh, ôi, đây rồi. Okay. Ấn lộn luôn. Oh, wow. Mình không ngờ mình được cứu kim cương. Anh coi chừng tôi đó anh Bảo. Ok. Tiếp theo, anh hãy đi kiếm kim cương trong vòng 10 phút. Nếu anh kiếm được thì tôi sẽ cho anh một phần quà khác. Hơi khó đấy, hơi khó nha. Timer. Trời, còn chính tham nữa thôi. Em chỉnh đúng chứ, chơi nó có lực. 10 phút giờ đó. Chơi anh em nào. Dù sao Herobrine vẫn là anh em mà nhỉ. 10 phút bắt đầu. Rồi, bình tĩnh. Hang đâu vậy? Anh có 10 phút thôi anh Bảo, lẹ đi. Sao phải tìm cái hang nữa chứ? Thà ông dịch chuyển cho tôi tới cái hang nào luôn đi. Đây có hang nè. Đâu, hang nào? Đây nè, cho mình tới luôn đi chứ. Dịch chuyển đi. Ủa lộn, dịch chuyển anh hả? Chán thiệt rồi, tới rồi bạn ơi. Bỏ. Trời ơi, ta tới rồi rồi má ơi. Vô đi. Ôi, tiện đào sắt gì vậy? À quên, đào ba cục sắt chứ. Wow, hang ông xịn quá. Thì tôi TP tới hang gần nhất thôi. Sao tôi biết được hang nào? Chán được chứ. Một viên kim cương là được đúng không? Được. Đúng rồi. Còn đúng 9 phút rồi đó. Cái gì vậy vậy? Tốc độ nè. Hôm nay chúng ta phải hoàn thành với con Herobrine này. Oh, what the heck? Ông đi vô hang đi chứ. Hello. Chết đi. Ok. Rồi, cài. Sợ là sợ con scare ta thôi. Ôi, hello. Ông bị gì vậy? What the heck? Cài điện bảo. Nước nè. Ông bị điên à. Tạo độ khó đó. Ai chơi tạo độ khó trời. Cho thời gian đúng rồi. Đúng rồi. Dễ quá chi. À, không dễ. Lạc quá, xin lỗi. What the heck? Chơi cơ hội lần 2. Ok. Lần 2 thôi anh Bảo. Chỉ có lần 2 thôi. Thấy chỗ này hơi no hope của ta. Ây da, hang này hơi si đai nha. Ai có. What the heck? Bây giờ có cái gì? Gợi ý nè. Bây giờ
anh hãy chọn một chỗ và đào thẳng xuống. Tôi đang đào luôn rồi. Nếu anh đào đúng thì tôi sẽ cho anh tiền. Nhưng mà trong đây làm gì có tiền mà tôi đưa. Ông có quyền lực mà. Không. Ôi, tầng 8 rồi bác ơi. Tại chỗ rồi. Ôi. Gợi ý nè, đi hướng đó đi. Vậy? Hướng này. Ngoài hướng đó, hướng kia kìa. Hướng này. Đúng rồi. Wow, ok. Vô hang xong tự tìm kiếm nha. Rồi, gợi ý đến vậy rồi, còn 6 phút. Rồi. Đây rồi. Ờ, kiếm xung quanh đi. Sẽ có một cái lỗ nữa. Lỗ nào trời? Dù sao thì cũng phải làm cái lò. Xong rồi, đây này. Ở đây có kim cương không ta? Ok, có vẻ đúng, có vẻ. Sao vậy ta? Ê, tôi thấy rồi nha. Alo. Được luôn. Đâu có, tao đâu có. Tao có cái gì vậy? Bất giờ đi ông ơi. Một phút. Ok, đây kim cương đây rồi. Yes. Một viên nữa. Trời. What the heck? Oh, hai viên. Oh, ba viên. Yes. Ờ hả? Hello Bright, đâu rồi? Alo. Nào. Đây có kim cương rồi này, ba viên kim cương. Ông chỉ còn một viên thôi vậy. Đúng rồi. Đây. Đây. Trao đổi đồ. Wow. Bao nhiêu cục? 32. Ok. Được. Thêm cái nóng này nữa. Bây giờ thử thách tiếp theo. Trong 5 phút anh phải vô được địa ngục và tìm được đồ phó chết. Ok. Bắt đầu ngay bây giờ. Đổi đồ cũng căng đấy. Được. Ở đây có lava các thứ rồi. Còn 4-50 giây. Này đi. Có chưa? Lên. Quên này là lên lava. Tìm ra đâu được nước. Nói trước đừng đi, có anh không có nước đâu. Đi lên. Rồi. Ôi, nghe tiếng nước rồi. Nghe tiếng nước đâu đây nè. Tầm này tao có nhiều vậy, 39 là chết rồi, hơi xa nha. Còn 4 phút. Nước nè. Lẹ đi. Ok, nước đây luôn bạn ơi, xịn luôn. Rồi 4 phút là dư rồi mọi người. Còn tìm ra phơ chết nữa mà. Mình xuống cái là mình gặp luôn, nó phải là như vậy. Ghê trời. Còn 3 phút rưỡi. Cầm mấy cục Flynn ơi, đi lẹ. Đâu rồi. Bum. Còn 2 phút rưỡi. Xong. Rồi vô đi, xem kiếm được không. Úi dồi, đập chừng nào mới đai Flynn. Ok. Dễ vô đây, tôi dễ dàng. Dễ đấy. What the heck? Để xem The Four Chat ở đâu. What the hell, cái chỗ này không có mình bị gì vậy? Đen vậy sao rồi, trời? 1 phút rưỡi. Rồi, khó rồi mọi người ơi. Đến lúc vô cái đoạn này là khó rồi. Mình không biết đường đi ra nữa. Thấy The Four Chat rồi. Từ đường này với khi nào có rồi. Cái hậu đó không đây. Rồi, trời. Rồi, đây. Bây giờ còn 1 phút rưỡi. Nếu đi tới đất kẹp thì tôi thưởng cho. Không hiểu được. Cái support quá xấu. Ôi trời ơi. Cái cứu kim cương này sắp hư rồi. Đào cái này khi nào mới xong. Còn 1 phút. Rồi. Anh tìm được hả anh Bảo? Sao đi tìm còn, được? Còn hơi dài. Nè đi. Còn đúng 40 giây thôi. Sao tìm được? Cứ đào đi. Xa thật sự. Ồ nghe tiếng quát tờ. 20 giây. Ở đây là đâu vậy? Đi thẳng tiếp đi thôi, 20 giây thua rồi, không tới đâu. Rồi, có xa lắm. Khó à. Ông vô được. Ê wow. Ok. Đây chính là project. Chắc chắn là bây giờ thử thách tiếp theo. Nếu đúng bây giờ chứ. Anh giết okay. Đủ 8 cục Play Rod thì có thưởng. Anh muốn thưởng hay anh muốn bị phạt? Chắc chắn là muốn thưởng rồi bro. Sao ai muốn bị phạt được? Trời hai con không ra cái nào vậy? 5 phút bắt đầu. Từ từ. Bên đây. Không có cái chỗ nào bên đây à. Thôi bỏ. 4 phút. Đi mới kêu 5 phút xong giờ còn 4 phút đó anh Giang nha. Trời ơi không có cái gì luôn kìa. Nè đây còn 4 phút. Ây da. Ok 4 phút. Tại vì cục Play Rod rồi. Ô một cục ơi. Yes. Ông biến cho chúng ta nghe đừng có đi vòng vòng ơi. What the heck. Sao mẹ đây vậy. Biến. Có hai con ra vậy. Ơi, ông bớt sờ bò đi. Phải tạo đồ khó chứ. Còn 3 phút rưỡi. Lẹ đi. Trời ơi đã không có còn tạo đồ khó ra chơi vậy trời. Vậy nó mới vui chứ. Trời ơi cái thứ hai. Nếu có kịp không đây. Còn 3 phút. Từ đây kịp thôi. Ú, 3 cái rồi, ngon. 3 cái so với lại 8 cái là chưa nhầm nhò gì hết. Mày hả bưởi. Nè nữa, dép 4 cái. Còn nữa mọi người. Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian. Ok. Tôi còn mấy con dưới đây vậy. Bớt rồi. Mày hả bưởi. Cho mình lẹ nào. Ú, trời ơi. Còn 50 giây. 50 giây. Ba con này có luôn nè. Đang bao nhiêu cục rồi? Ui, một cái rồi. Ui, cái này không một có. Một cái, 40 giây. Sao anh bảo có thể kịp được? Bình tĩnh. Cái gì cũng sẽ được thôi. Ok, thêm nữa. Ủa, nào, thêm đó. Nữa nào. Ú, đây rồi. 20 giây. 19, 15 giây. Ú. 10, 9, no. 8, 7, 6, 7 cái 5, rồi. 4, 3, 2, 1. Thật. 7 cái rồi. Rồi thêm thời gian đi. Thêm 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7. Ôi, đúng rồi. Hình đó. Đâu, chơi gì đây? Sao cầm số lần 3 vậy? Ờ, khoan, chung quy cho đồ thôi, chơi đây nói chuyện đi không hả? Chứ là đứng ngoài chung quy hơi nhiều nha. Ok, đây. Cái này hơi nhiều.
Tôi có thể lấy được mà anh bảo tôi có thể lấy lại được bằng một cách một mà. Bằng cái gì? Nhưng mà từ từ đi, bây giờ anh đợi tôi tí đi. Anh chuẩn bị đồ của anh đi. Xong cái này là tôi sẽ đấu với anh tiếp anh bảo. Đấu gì nữa? Chưa, còn nhiều thứ lắm. Bây giờ tìm đường về biết đường nào đâu, đúng chưa? Cũng đúng. Bây giờ tôi sẽ làm một cái đường về cho anh. Nó cũng hơi dễ thôi, không khó quá đâu. Có muốn đổi gì không nào? Đổi một cục táo vàng ra 10 cái obsidian được không? Không, không ngu. Rồi đổi táo. Anh ngồi anh đổi đồ với lại mấy con Bitlin trước đi. Là gì có vàng mà đổi đồ biết. Vô. Trong đây có thể sẽ có cổng. Anh bảo ra chỗ con Play hồi nãy đi. Làm gì? Có ra không? Ra, không ra. Ra. Quằn liệt chứ. Đâu rồi? Giết mấy con Play trước đi. Giết đi đó nè. Giết đi làm gì cho mục đích được không? Thì anh cứ giết đi. Giờ tôi đập cái lòng spawn luôn cũng được nữa. Nhưng mà tôi đã đập trước rồi. Không được bắt cua. Thấy cái đó rồi, không được đi vô. Quá tao đây bắt cua. Dạ, sao lại kêu bắt cua đây nữa. Rồi, không được bắt cua. Nói rồi nha. Ôi trời, 11 cái que bị lửa luôn rồi nè. Lẹ đi nha, chuẩn bị bắt cua nè. Ok. Chuẩn bị đồ đi, chuẩn bị táo vàng cầm trên tay trước đi. Ăn luôn rồi, không cần. Rồi vậy trời. Hãy nhanh lên đi, hoàn thành tháp này nào. Con đường sẽ trong gai như thế này. Anh đợi đi, tầm vài giây nữa thôi. À, sao ông cho tôi cái cổng cuối con đường đúng không? Đúng rồi. À, thấy rồi. Rồi đó, bắt đầu nhảy đi. Dù gì cũng thua mà thôi, tại vì bắt cua này hơi khó. Ok, bắt đầu nha. Mày chó, quay lại. Ok. Bây giờ, nếu anh mà hoàn thành được bắt cua này, tôi sẽ thưởng cho anh một phần quà trị giá hơi lớn. Ok. Bắt cua đây. Ok, dễ rồi. Đấy. Úi rồi. Dễ rồi. Dễ rồi. Úi rồi. Ghê rồi. Úi rồi. Úi rồi. Rồi qua đâu nữa? Úi rồi. Úi rồi. Rồi sao nữa? Trời, game gì vậy? Cái này hơi khó nè. What? À, tao cũng này nè. Úi rồi. Sao mình đánh giá thấp rồi. Cậu bây giờ thì làm cái cổng đi. Trời ơi, hồi chấm. Cái cổng sắp từ xong rồi. Cái gì xong rồi nào? Thì sắp xong rồi, chỉ cần lấy thêm thôi. Trời ơi, cái này nó kêu xong. Chỉ cần đặt thêm thôi. Đặt thêm đâu, ốc viên luôn à. Tự nhiên xuất hiện trên đầu kìa. Ủa, thấy chưa? Ok, nó nằm ở đây. À quên, phần thưởng nó đứng trước chứ nhỉ. Đúng rồi, ngoài đây phải có phần thưởng chứ. Phần thưởng là cái này. Sang ngô bóng bóng hình quả. Biết cái đâu? Che chắn tôi bằng mảnh vỡ. Biết cái nào? Cái gì vậy? Ok. Thấy gì chưa? Ok. Để đây. Ủa được chưa? Ok. Yeah. Yay. Ôi, mình đang dưới hang rồi. Lên ơi. Ô, đằng kia có nước. Ở này dưới nước rồi. Lên. Ủa, nước này. What the hell? Độ này ở đâu rồi? Lên. Chỗ này có cái gần cổng. Bây giờ tôi cho anh 5 phút tìm end portal. Anh mà tìm được tôi sẽ tưởng anh phần quà tiếp theo. Bắt đầu. Đổi đồ được đấy. Được. Rồi, lại đi, thời gian bắt đầu đếm ngược rồi đó. Ui sao mạc à. Lên. Đây. Được. Game là dễ rồi. Ok, quăng con mắt ra coi. Hướng bên này. Hơi lắc một xíu nhưng mà con mắt vẫn đi hướng bên này. Ok, đi. Còn 3 phút. Cái gì lẹ vậy ba? Hồi nãy kia 10 phút mà. 5 phút mà. Alo. Nghe là 10 phút chứ. Nha. Alo. Còn 3 phút rưỡi. Lang kìa. Blacksmith. Wow. Ôi chạy tới đâu? Ê, đi lại luôn ơi. Xoan hô gần đây. Xoan hô ngay đây luôn rồi. Đây. Yes. Xuống nè. Đang xuống đây. Trời, mua đồ này thật ra mà trời. Này hơi lắc nên là đào xuống nó hơi. Ôi, lava. What the heck, lava ở đây? What the hell? Nguyên một khu này toàn là lava không đó. Anh tự đi mà đào xiên xuống luôn đi. Ok, rồi. Ghê vậy. Xong rồi. Xuống tiếp. Vậy. Trời ơi, chuyên nghiệp. Rồi, còn phần đi kiếm là hơi lâu nè. Từ. Ô, kim cương. Anh đi sai chỗ còn 1 phút 40 giây thôi. Đừng quan tâm kim cương, quan tâm tới phần quà đi anh bảo. Từ, lấy hai cái này cái đã. 1 phút 30 giây. What the heck, cái đường này đi bị ngu à. Tôi đã nói sai đường rồi anh bảo. À, chỉ có hai mấy đường này thôi mà. Trời, sai rồi. Nó đi một vòng vậy. Rất là nhiều đường. Còn 1 phút. Trên không có, đi bên đây à. Đây gì có, lên lại coi. Ồ, có một đường bị che lấp. Ồ thế à, cảm ơn. Còn 30 giây. Thế sao mà tìm được, ông còn đi một chỗ à. Bị che lấp thôi, chỗ thường che lấp là chỗ nào, anh nhớ không? Ở đây. Không phải chỗ đó. Ủa chỗ này phía chỗ luôn bị che lấp. Hồi 20 giây rồi, cái đường ở trên đào cũng đào hướng đó. Ok, cảm ơn Hero Bright. 10 giây, chết, 8, đây. 7, 5, 4, tới rồi. Đấy, xong rồi, được chưa, đây được rồi. Chưa. Bây giờ tôi có phần thưởng hơi bị xịn. Chính là cây này đây, nhìn cái cây. Từ, làm cái cung, what's up, wow, cái kiếm gì vậy, nhìn chất đấy nhờ. Cây kiếm này chỉ có một mà không có hai. Chúng ta được cây kiếm custom của. Chỉ tới đâu là cái trái tới đó không. Ghê hả, gọi cho trái rồi. Ôi, là ba mất tiêu luôn rồi. Hay gì chưa, hãy nhận lấy cây kiếm đi. Anna, mình được tăng tốc độ chạy khi cầm cái kiếm này à. Nhanh đồng luôn nào, let's go. Yep, để coi. Bây giờ chém thử một phát đi. Wow. Ôi. Bây giờ anh bảo tự lượng sức mình đi. Hả? Em đi đây. Được của nó luôn. Rồi mày chết mày rồi, Ender Dragon ơi. Mình phá được cái đống này nhưng mà làm sao để đánh con rồng ta. Ây da.
Ui, mình đỡ được cái đó hả? Kiếm xịn vậy? Ơi, có khi nào One Hit được rồng ta? Được nha, có thể là một phát chết rồng được nha. Có cái vấn đề là mình không chém cao được lên trên kia. Có cái block nào để mình chém cao phát lên. Ok, trên đây. Ok, xuống. Ây da, thôi. Boom. Ok. Cây kiếm này. Ôi, chưa được. Ôi, kiếm này không có One Hit con rồng rồi. Hero Pride được kiếm hơi dởm nha. Cái gì? Kiếm xịn. Tôi tát kem nhưng tôi vẫn nghe đó nha. kiếm xịn. Ây da, chật vật quá. Ông đưa thì kiếm nhưng không đưa thì cũng chán thiệt. Ôi, cái này. Khoan. Con này. Đánh động cái này được. Ôi, không tới. Mình đánh con rồng thì được á mọi người, nhưng mà nó hồi máu khó chịu thiệt. Lần đầu tiên mình phải đánh con rồng không có cái cung, không có cái mũi tên. Lên đây, boom, lên trên đây, lên, yes, còn cái trên đây nữa. Bình tĩnh, không nào chết đây được. Lên trên đây nữa. Ok, đây còn bên kia nữa đúng không ta? Con enderman. Ôi, không có con nào rớt ra con mắt vậy. Ui, giờ mới đi, mình chém đất luôn Bedrock rồi. Ok, kiếm này Bedrock. Oh no, cho con mắt đi nào. Yep. Yes. Đây, hai cái bên đây nữa. Block của mình nghĩ là đủ. Boom, mày bưởi. Còn cái cuối cùng mọi người. Trên đây. Xong, yes. Cuối cùng cũng xong rồi. Đi xuống. Game lại dễ. Ok, tuyệt vời. Giờ chỉ còn đánh đồng thôi. Xuống đồng rồi. Hello. Không có cái mũi tên để bắn ha. Ồ, xuống thiệt. Xuống cái nào ta? Ủa, mày hay bưởi. Gần gì vậy? Có đâu? Ở đây. Trời, gần quá. Ok, do các bạn mất cái trụ trên cao này nè mọi người, nên lăn rồng thuốc rơi thẳng xuống đây luôn. Ok, nơi cây máu. Nhìn lên. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Không phải như vậy. Nó sẽ như vậy. Đâu rồi, cây cuối. Xuống. Yes. Ui, cái kiếm này tính ra nó có mấy cái hiệu ứng xung quanh mình nè mọi người. Xuyên vậy. Ok, mẹ bụi. Ây da, đẩy ra. Ôi. Đó. Bình tĩnh là được. Mày. Cái gì sao đẩy ra? Đây. Yes. Rồi cũng xong. Uầy. Được thế nha. Ok, và đây là Minecraft nhưng Huy Hero Bride có khả năng trao đổi đồ với các bạn. Đúng vậy. Nếu video này đừng quên để cho mình một like, một đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu các bạn thích thì những cái video sau chúng ta có thể làm ra một con Ender Dragon đổi đồ cũng khá là hợp lý. Mình nghĩ cái ý tưởng nó cũng khá là ok. Mọi người nghĩ sao hãy bình luận phía dưới với mình. Còn bây giờ thì bye bye.